Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series video Business and Marketing Vlog của công ty PA Marketing. Và tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học chuyên gia về marketing. Hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái bài học liên quan đến quá trình bán hàng, chủ đề về sale. Chúng tôi đưa ra 9 cái lời khuyên, 9 cái tuyệt chiêu để giúp các anh chị và các bạn tư vấn cho khách hàng thành công và bán hàng hiệu quả. Vâng, đầu tiên thì các anh chị và các bạn cần phải quan tâm đến thứ nhất là lời chào. Các cụ thường nói là lời chào cao hơn mâm cỗ, đúng không ạ? Thế thì hiện nay các cửa hàng, các điểm bán thì đều có những cái hình thức chào khách rất là chuyên nghiệp, đúng không? Thí dụ như là tôi thấy như Thế Giới Di Động hoặc FPT là đều là đặt tay lên ngực như thế này và chào cúi gặp người khoảng 45 độ, rất là sâu. Đây là một cái cách chào mà cũng bắt chước của người Nhật hoặc người Hàn. Thì tôi nghĩ cũng khá là hay và tạo cái cảm giác là nâng khách hàng lên, đúng không? Vâng, và có những cái câu chào khẩu hiệu, câu chào khẩu hiệu như, ví dụ như là tôi thấy như là Tour La Jour, họ có cái cách chào rất là hay là mỗi khi có một khách vào thì một người sẽ nói Tour La Jour xin chào, và tất cả những nhân viên khác đang làm việc khác không liên quan, không cần nhìn thấy khách hàng, vẫn đang làm việc khác, vẫn đang người thì đang pha chế, người thì đang lấy bánh, người thì đang bày biện, vân vân, cũng đều chào reo lên, kiểu một dạng là nói theo ấy, đúng không ạ? Tour La Jour xin chào, Tour La Jour xin chào, và nó tạo ra một cái sự đồng thanh đồng đều, kéo dài rất là hay. Cá nhân tôi đánh giá cao hai cái phương pháp chào của Thế Giới Di Động FPT và của Tour La Jour. Các bạn nên áp dụng như vậy. Và trong cái quá trình mà bán hàng online thì chúng ta sẽ không nói được như vậy, thì chúng ta sẽ phải có câu chat, một cái câu chào nó cũng đủ hay, đủ hấp dẫn, đủ riêng. Trong quá trình mà chúng ta bán hàng trực tuyến thì chúng ta cũng nên có những cái câu chào dạng tách, mình đã copy đánh sẵn ra đấy rồi, mình phải có cái chất riêng của mình, đúng không ạ? Để người ta đọc một cái, người ta muốn trả lời ngay, người ta muốn làm việc với mình. Đấy là cái lời khuyên thứ nhất. Cái lời khuyên thứ hai là chúng ta nên dành ra sự khen ngợi một cách rất là tinh tế và chân thành đối với khách hàng. Không ai là không muốn được khen cả, chỉ có điều là cách khen có hợp lý hay không, cách khen có tinh tế hay không. Đó, thí dụ như là nếu mà chúng ta gặp khách hàng trực tiếp thì chúng ta có thể quan sát rất là nhanh trang phục, phụ kiện, trang sức, cái kiểu ăn mặc, kiểu tóc, đúng không ạ? Phong cách thời trang hay là những cái đồ dùng mà họ cầm trên người, thậm chí cái điện thoại, đúng không ạ? Mình có thể tìm những cái lợi thế như vậy để mình khen cho khách hàng. Dạng ví dụ như là cái túi LV này của chị đẹp quá, đúng không ạ? Đây là mẫu mới nhất, chắc là phải đắt lắm, đúng không ạ? Vâng. Hay là anh Phan Anh ăn mặc hôm nay trông rất là trẻ, rất là thể thao. Lâu lắm rồi bọn em mới được tiếp anh, ví dụ như thế. Cái câu chuyện như vậy, chúng ta nên tìm những cái điểm như vậy để chúng ta khen, và khen một cách rất là tinh tế, đúng không ạ? Hay là ôi dồi ôi, cái phong cách mà chị phối đồ như này thì thực sự là rất là đẳng cấp và rất là lịch lãm, rất là chuyên nghiệp. Và không biết là chị mua đồ ở đâu, không biết là ai đã hướng dẫn tư vấn cho chị cái style này rất là đẹp, vân vân. Đó, và chúng ta cũng khéo léo khen, nói chung là tư vấn là phải khen rất nhiều, khen tinh tế, đúng không ạ? Khen các cái sản phẩm mà họ lựa chọn, chị lựa chọn sản phẩm này thì đây là sản phẩm đang bán chạy nhất của bên em, chị phải nói là rất là tinh tế, đúng không? Thứ hai nữa là chúng ta bắt đầu là lại so sánh về giá, cái giá này đang rất là tốt, so với hãng A, hãng B, hãng C thì đang khuyến mại thế này thế kia. Nói chung là gì ạ? Chúng ta tìm cái sự kết nối, tìm cái sự khen ngợi họ một cách rất là hợp lý. Tất nhiên, hợp lý không phải là quá nhiều, hợp lý không phải là quá lố, đúng không ạ? Và cái lời khuyên số 3 đấy là chúng ta cần phải hỏi ý kiến khách hàng. Khi mà tư vấn thì chúng ta nên đặt các câu hỏi, chủ động đặt các câu hỏi mở, chủ động đặt các câu hỏi để kết nối, để lấy thông tin. Ví dụ như là nếu mà chị mua hàng thì chị sẽ mua số lượng là bao nhiêu? Chị sẽ thích màu gì, hay là anh sẽ mua vào khi nào, đúng không ạ? Và mình muốn hỏi những câu như vậy để mình biết chắc là họ đang có nhu cầu ở mức độ nào, ở mức độ tham khảo hay là ở mức độ có thể chốt sale ngay, đúng không? Thí dụ như khách hàng, như tôi vẫn luôn nói là tôi đi mua cái máy MacBook của tôi như thế này, thì tôi thường hỏi chính xác luôn, đúng không ạ? Là anh có cái máy MacBook bản 13 inch sản xuất là vào cuối 2019, Apple thường đặt tên là LED 2019,
bản Pro 13 inch, RAM cấu hình như là thế này, rồi ổ cứng thế này, vân vân, giá là bao tiền? Để tôi hỏi những câu hỏi rất là chính xác như vậy. Thế thì khi mình tư vấn, mình hỏi ý kiến khách hàng, mình cũng nên đặt các câu hỏi mở, đặt các câu hỏi chính xác để khơi gợi những câu trả lời, để mình từ đó mình bắt được các cái từ khóa quan trọng để mình tư vấn tiếp, đúng không? Và cũng có thể là để cho khách hàng họ nói về chính cái trải nghiệm của họ trong quá trình mua hàng, bán hàng. Họ sẽ nói về sản phẩm, họ sẽ nói về thương hiệu, họ sẽ nói về đối thủ, họ sẽ nói về những điều họ thích, họ sẽ nói về những điều họ ghét. Hãy để cho họ nói, hãy đặt những câu hỏi gợi mở và hãy lắng nghe một cách chuyên nghiệp, giả vờ ghi chép hoặc là ghi chép thật sự. Vâng, và gật gù, tán đồng với họ, đưa ra ý kiến với họ, đúng không ạ? Cái ý kiến này của chị rất là đồng ý, rất là xác thực, và rất là hay, em học được rất là nhiều, vân vân. Nên nếu mà giả sử mình không đồng ý với khách hàng thì tuy nhiên em thấy có một cái chút như này thì không biết là chị có ý kiến như thế nào. Em thấy là nếu mà mình tiếp cận theo cái hướng là thế này là thế khác, đây là một cái cách mà mình trả lời khách hàng là khi mình không đồng tình với họ, đúng không? Mình luôn luôn là dựa trên cái ý kiến của họ để mình đưa ra ý kiến của mình. Em thấy cái ý kiến của chị rất hay, nhưng mà tuy nhiên theo em thì chúng ta nên tiếp cận như thế này thì anh chị thấy làm sao, đúng không? Thì đấy là cái cách rất là khéo léo đấy. Và mình cũng nên biết thông tin về khách hàng. Thì cái này mình có thể soi profile Facebook, Zalo, website, YouTube của họ trước, đúng không? Rồi, tiếp tục đấy là mình cần phải lắng nghe, kỹ năng lắng nghe, đúng không? Chúng ta đặt những câu hỏi, chúng ta lắng nghe và chúng ta tham gia vào. Đấy, khi mà gặp một khách hàng họ thích nói nhiều thì người lắng nghe là phải phải rất là nhiệt huyết, đúng không? Chúng ta lắng nghe không phải chúng ta im, thỉnh thoảng họ quay ra hỏi alo, đang làm gì đấy, đúng không? Hay là đi đâu đấy, không cảm thấy không tập trung, lắng nghe ở đây là mình phải rất tập trung, rất là chăm chú, gật gù, vâng, đệm thêm những câu này câu khác vào. Ồ hay quá, cái này em không biết, thì đấy mới gọi là lắng nghe. Chứ lắng nghe ngồi đực mặt ra không nói gì thì không được gọi là lắng nghe, đúng không? Và khi đi tư vấn thì trò chuyện với khách hàng thì chúng ta cần phải có trang phục chuyên nghiệp, có thể là đồng phục hoặc là có thể là những cái trang phục phù hợp với ngành nghề của mình. Phù hợp với ngành nghề là như nào? Ví dụ như là veston, com lê, áo dài, hay là những cái bộ trang phục thuộc phong cách business style, tức là cái phong cách kinh doanh lịch sự, đúng không? Đấy, làm sao nó sạch sẽ, chuyên nghiệp, phẳng phiu, thơm tho. Có thể không cần phải là quần áo đắt tiền, phụ kiện đắt tiền, nhưng mà quan trọng nhất là nó phải toát lên cái chuyện là một người chỉn chu, là một người sạch sẽ. Đấy, phải có một cái phong cách riêng, tạo ra một cái cảm giác chuyên nghiệp, tự tin. Đặc biệt là phải nhấn mạnh về giọng nói, ánh mắt, nụ cười, đôi môi, đầu tóc, đúng không ạ? Đồ đạc trên người, các bộ siêu kit như là máy tính, MacBook, iPad, điện thoại, vân vân nếu có, đúng không ạ? Rồi hợp đồng, rồi vân vân, để mà mình có thể là tư vấn với khách hàng rất là dạng trong tình trạng là I'm ready, đúng không ạ? Tôi đã sẵn sàng phục vụ bạn. Mức cao nhất, cái gì bạn cần tôi cũng có, đúng không ạ? Đây đánh giá của em, đây hợp đồng bên em, đây mẫu xét nghiệm bên em, đây bản đặt cọc, đây danh thiếp, vân vân. Thì cái đấy tôi gọi là sale kit. Một cái lời khuyên nữa đấy là người ta có nói là chúng ta đừng cố bán mà hãy giúp khách hàng mua. Và chúng ta thường hiện nay đang cố gắng bán hàng thì cái đấy là một sai lầm, và chúng ta hãy chuyển sang một cái chế độ là hãy giúp khách hàng mua, đúng không ạ? Hãy chọn cho họ những cái sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất, an toàn nhất, đúng không ạ? Phù hợp với nhu cầu và giá thành nhất. Đấy, nếu mà họ ăn ít thì hãy bán cho sản phẩm ăn ít, mà họ ăn nhiều thì bán sản phẩm nhiều. Họ cần sản phẩm chất lượng thì hãy bán cho sản phẩm chất lượng, đừng có làm cho họ cảm thấy bối rối, đúng không ạ? Và cố bán thật nhiều, hãy bán đủ chất, đủ lượng, đủ cái nhu cầu của họ và làm cho họ thỏa mãn. Hãy bán cho họ những cái sản phẩm đủ chất, đủ lượng, đủ cái uy tín thương hiệu để cho họ thỏa mãn, họ hài lòng, tránh cái sự lãng phí, đúng không? Tránh cái sự nhồi nhét. Đến bước số 7, chúng ta có thể đề xuất mua thêm thông qua các chương trình combo, thông qua các cái giảm giá, các cái khuyến mại. Đấy, đấy là cách mà chúng ta có thể bán nhiều hơn một sản phẩm cho khách hàng. Cái này nó sẽ ngược lại cái việc là chúng ta cố bán nhồi nhét, đúng không ạ? Ví dụ bạn mua một chai bia giá là 20.000, nhưng bạn mua một hộp 6 chai thì giá có thể chỉ là 80.000, đúng không ạ? Và điều này là tốt hơn cho khách hàng. Đấy, và chúng ta thường xuyên là trò chuyện, tư vấn, trao đổi và cũng như là hỏi thăm khách hàng.
Trước khi ra về thì chúng ta cũng phải cảm ơn khách hàng lấy số điện thoại, lấy thông tin, kết bạn Zalo, kết bạn Facebook để chúng ta tiếp tục làm quen với nhau. Dù không phải là khách hàng của nhau thì chúng ta vẫn có thể là bạn, là những người có thể học hỏi với nhau trong công việc. Điều đấy rất là tốt, đúng không ạ? Tạo dựng cái uy tín lâu dài. Chứ còn không nhất thiết là phải cứ phải mua hàng thì mới làm bạn được. Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Và rất hy vọng là chúng ta có thể trò chuyện, chúng ta có thể học hỏi, trao đổi với nhau trong những cái nội dung khác. Chúng tôi là một đơn vị chuyên về đào tạo kinh doanh online, bán hàng, truyền thông marketing, quảng cáo trực tuyến. Ví dụ bán hàng trên Facebook, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, bán hàng ra trang thế giới như là Amazon, eBay hay là Etsy. Rồi thì các cái vấn đề về content marketing vân vân. Đó, thì website của chúng tôi là pamarketing.vn, Facebook fanpage là PA Marketing, còn Facebook cá nhân là của tôi là Phan Anh Online. Đấy, và kênh YouTube các bạn đang xem đấy là kênh youtube.com/PA Marketing. Và nếu các bạn thấy hay, thấy phù hợp thì các bạn hãy chia sẻ video và hãy sub kênh để chúng ta cùng nhau học hỏi. Một lần nữa xin được cảm ơn anh chị và các bạn. Xin chào.